chức danh trợ lý, thư ký lãnh đạo, quyền và hành. Bờ kè vừa thi công xong sạt lở, một ngôi đền sẽ bị nuốt chửng. Chức danh trợ lý, thư ký lãnh đạo, quyền và hành. Quý vị thân mến, theo bác, pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề gì, tham lam và có tội với nước, với dân. Hội nghị Trung ương năm khóa 11 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Thực hiện chủ trương này, ngày 1 tháng 2 năm 2013, Ban chỉ đạo đã chính thức được thành lập và bắt đầu triển khai hoạt động với các thành phần bao gồm lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan liên quan của Đảng và Nhà nước. Ngày 10 tháng 9 năm 2011, Bộ Chính trị thống nhất tên gọi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thay cho tên cũ là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tính đến năm 2022, 170 cán bộ cấp cao của diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật đảng. Không ít người trong số những cán bộ lãnh đạo sau khi bị kỷ luật đảng đã bị xử lý hình sự về mặt chính quyền, tức là trở thành người phạm tội trong các vụ án. Trong số tội phạm bị bắt giam, có hai người được quyền thông nhắc tới nhiều nhất, đó chính là Nguyễn Quang Linh, nguyên trợ lý phó thủ tướng thường trực chính phủ, Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý phó thủ tướng khác, đã bị bắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã nói rõ người phạm tội đồng thời phải có cả chức và quyền hạn. Vậy trợ lý phó thủ tướng là chức danh gì, quyền lực nào mà lại có thể lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ? Gần 20 năm trước, Quốc hội khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 730/2014 NQ-UB-TVQH 11, nghị quyết 730 về bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ tòa án, ngành kiểm sát. Đối tượng thụ hưởng các quy định trong nghị quyết này chỉ bao gồm các nhân sự trong cơ quan công quyền, chưa bao gồm các tổ chức chính trị xã hội và một số cơ quan, tổ chức được cấp ngân sách nhà nước. Đầu năm 2023, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng ban hành bảng lương, chức vụ đảm bảo đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp, kiêm nhiệm chức danh. Trước đó, do yêu cầu thực tiễn, khi chưa có một văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ về chế độ đối với cán bộ, công chức trong toàn bộ hệ thống. Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Trung ương đã ban hành quy định số 30 QĐ-TU về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký. Theo quy định này, chức danh lãnh đạo có trợ lý bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội. Điều 3 quy định 30 QĐ-TU, trợ lý thư ký của đồng chí lãnh đạo nào thì đồng chí lãnh đạo đó giới thiệu hoặc cơ quan đồng chí nơi lãnh đạo làm việc đề xuất theo yêu cầu của đồng chí lãnh đạo đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện tại điều 4 quy định này. Có thể thấy trợ lý là những người do lãnh đạo chọn, đội ngũ này được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các vị lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị. Chức danh phó thủ tướng được sử dụng một trợ lý trong trường hợp cần thiết, nếu sử dụng thêm số lượng trợ lý nhiều hơn quy định thì phải báo cáo Bộ Chính trị xem xét và quyết định. Trong số 04 nhiệm vụ và 03 quyền hạn của trợ lý, có hai điều rất đáng chú ý. Nhiệm vụ thứ 2 và thứ 3, chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, cập nhật thông tin, phân tích, tham mưu, đề xuất nội dung liên quan, quyền hạn của đồng chí lãnh đạo, trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan cá nhân có liên quan, tham mưu, chuẩn bị văn bản, bài viết, bài phát biểu theo yêu cầu của đồng chí lãnh đạo. Quyền hạn của trợ lý được phối hợp với cơ quan cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, theo dõi tiến độ thực hiện công việc được giao, được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công việc, được mời tham dự các cuộc họp theo sự phân công của đồng chí lãnh đạo và phát biểu khi cần. Theo nhiệm vụ của Phó Thủ tướng trong quyết định 19 QĐ-TTG, một vị Phó Thủ tướng có thể chịu trách nhiệm theo dõi tới 10 bộ và cơ quan ngang bộ. Chẳng hạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công theo dõi chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Thể thao Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy trợ lý của một phó thủ tướng quyền phối hợp làm việc rất nhiều với đơn vị thuộc hệ thống chính trị, thậm chí là có quyền tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của hàng chục bộ, ngành nếu có sự phân công của phó thủ tướng. Từ 03 đã quy định về quyền hạn trợ lý, có thể thấy chức danh trợ lý đã được trao nhiều quyền lực nhưng quản lý đội ngũ này thì lại khá mềm mại.
Trong quy định 30 QĐTU không thể nói về trách nhiệm quản lý hoặc là chế tài xử lý khi trợ lý mắc khuyết điểm. Toàn bộ điều 12 quản lý sử dụng chỉ bao gồm hai điều. 1. Nhận xét đánh giá hàng năm. Đồng chí lãnh đạo đánh giá nhận xét trợ lý thư ký về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả nhận xét đánh giá được làm căn cứ xếp loại công chức, bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 2. Chế độ làm việc. Trợ lý thư ký có thể được bổ nhiệm làm tại các đơn vị trong cơ quan và làm việc độc lập theo yêu cầu của đồng chí lãnh đạo. Từ những tìm hiểu nêu trên có thể thấy, vi phạm ảnh hưởng của một trợ lý phó thủ tướng rộng hơn rất nhiều so với lãnh đạo bộ và cơ quan ngang bộ. Khi chọn trợ lý cho mình thì cũng có nghĩa là lãnh đạo tin tưởng người được chọn. Vấn đề là lãnh đạo có nên kiểm tra độ trung thực của trợ lý. Trên thực tế chỉ có hai khả năng xảy ra, hoặc là trợ lý qua mặt cấp trên để nhận hối lộ hoặc có sự thông cảm từ lãnh đạo. Nhìn vào uy tín và tư cách của nguyên phó thủ tướng có trợ lý phạm tội, người viết chọn khả năng thứ nhất, họ đã bị trợ lý qua mặt. Có thể nói không có nghĩa là họ không phải chịu trách nhiệm bởi những người phạm tội do chính họ lựa chọn, đề bạt, nên chuyện thôi chức là có thể hiểu. Phải chăng đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho những người có trách nhiệm khi lựa chọn nhân sự. Số tiền doanh nghiệp hối lộ, cựu trợ lý Nguyễn Quang Linh khoảng 4,2 tỷ đồng, chỉ bằng 1/10 so với số tiền Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận. Điều đó cho thấy nghệ thuật kiếm tiền của bộ phận quan chức trong chuyến bay giải cứu không chỉ phụ thuộc vào chức vụ của người nhận mà còn phụ thuộc vào vị trí công tác của họ. Khoản tiền những người tham nhũng nhận từ doanh nghiệp chỉ là một phần nhỏ trong lợi nhuận mà những người đã thực hiện hành vi hối lộ. Trong vụ Việt Á, các đối tượng kiếm lãi 4.000 tỷ đồng và chỉ sử dụng 800 tỷ đồng để bôi trơn. Đó là mồ hôi nước mắt của người dân, là những đối tượng có hành vi phạm tội đã trục giật qua sự tiếp tay của một số bộ phận lãnh đạo không biết chữ liềm ở trên công việc. Nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên có khung hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc theo quy định của pháp luật. Rồi nhiều phiên tòa sẽ được mở, đối tượng phạm tội không chỉ bất liêm mà còn bất lương bởi đã đánh mất niềm tin của những người Việt xa xứ, bôi nhọ chủ trương nhân văn của Đảng. Ngày từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu pháp luật thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề gì. Mỗi người phải nhận ra rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam có tội với nước, với dân. Mong muốn của dân chúng, các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện theo đúng lời dạy của Chủ tịch, thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm. Những người phạm pháp, ở vị trí nào, vai trò, chức danh càng cao thì cần phải phạt thật nặng. Bờ kè vừa thi công xong sạt lở, một ngôi đền sẽ bị nuốt chửng. Thưa quý vị, công trình kè chống sạt lở sông Phao Đáy ở khu vực Đền Mẫu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vừa thi công xong đã xảy ra sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Ngày 2 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc về việc khẩn trương xử lý sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phao Đáy tại khu vực Đền Mẫu thuộc xã Sơn Đồng, huyện Lập Thạch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 xảy ra sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phao Đáy. Trong đó, các hạng mục công trình kè mới xây dựng khu vực Đền Mẫu thuộc công trình xử lý sạt trượt sông Phao Đáy, khu vực Đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình 2 bị sụt lún hư hỏng nghiêm trọng, vết nứt đã xuất hiện ở sân đền và đang có xu hướng phát triển rộng. Còn theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch, vào khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 6, tại khu vực Đền Mẫu, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đồng đã xảy ra sụt lún sạt lở toàn bộ phần diện tích sân nền, móng nhà bếp với diện tích khoảng 250m2. Đền Mẫu được xây dựng bằng bê tông, cốt thép bị rạn nứt và có nguy cơ sạt lở toàn bộ Đền Mẫu cùng với cây đề được công nhận là di sản cùng với một số hạng mục khác. Vị trí này, ngày 8 tháng 10 năm 2022, đã bị sạt lở, sụt lún, sau đó Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thực hiện dự án cấp bách kè chống sạt lở do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình này đã được thi công xong. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, toàn bộ các hạng mục của dự án bị sụt lún, sạt lở và đổ gãy, hiện chưa xác định rõ nguyên nhân sạt lở và sụt lún. Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch cho biết thêm. Sau khi xảy ra sạt lở, huyện Lập Thạch cùng với các cơ quan đã tổ chức tháo dỡ ngay mái tôn khu vực trước cửa đền mẫu và di chuyển tài sản, đồ thờ của đền mẫu đến nơi an toàn. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực, hạn chế ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, không để sự cố lan rộng thêm.
công trình xử lý sạt trượt sông Pháo Đáy khu vực đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình 2, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện khẩn cấp tại quyết định số 1933 ngày 28 tháng 10 năm 2022. Tổng mức đầu tư công trình là 19,5 tỷ đồng. Công trình gồm hai hạng mục chính là xử lý sạt trượt khu vực đền Mẫu và xử lý sạt trượt trạm bơm Phú Bình 2 với tổng chiều dài khoảng 350 m. Sự cố sạt lở bờ kè chỉ xảy ra tại khu vực đền Mẫu. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.